cõi đời vô thường. Người được hạnh phúc, người khổ đau. Tĩnh lặng, tiếng thanh âm trong lòng như lá nhẹ rơi. Chuyện hôm qua thôi để qua đi, lỡ mang phận là hương hoa, sao còn luyến tiếc. Cứ khoe sắc đi, để gió kia cuốn bay thật xa. Mặc ai thị phi vẫn yêu một người, từng bên nhau trong giấc mơ, mong anh được hạnh phúc, mong cho số kiếp hai ta yên bình. Trời không cho hợp duyên đành thôi cách xa. Kiều Lan ơi, có ai không? Sao vậy nè? Con sẽ giết chết đứa nhỏ đó. Tao cắt cổ nữa đó. Im đi. Em đừng có la, la là chết cả đám đó. Ông chết rồi càng tốt chứ sao, không có ai cản tụi mình nữa. Nhưng mà Sở Cẩm sẽ điều tra ra, sẽ biết thủ phạm là ai đó. Đúng rồi, bây giờ mình phải bỏ trốn. Nhưng mà trước khi bỏ trốn, mình phải coi tiền bạc ông cất giữ ở đâu, phải lấy hết. Nhưng mà bây giờ em không biết tiền ông để đâu hết, em biết mỗi chỗ đó thôi à. Sao cái gì em cũng không biết hết vậy? Tiền bạc của chú em cất giữ ở đâu mà em cũng không biết nữa là sao? Để anh vô phòng coi ông cất ở đâu. Thôi anh ơi, em nói anh nghe nè, anh trốn đi, để Sở Cẩm đến đây là anh chết chắc đó. Bây giờ anh đi đi, anh đi nhanh đi, anh nghe lời em, anh đi đi mà. Nhưng mà còn em thì sao? Em tự lo được, em sẽ xử lý chỗ này. Anh đi đi, đi nhanh đi, nghe lời em, đi nhanh đi mà. Em phải nhớ cẩn thận nha. Em biết rồi. Đi đi, đi nhanh đi. Còn tiền bạc của chú em bây giờ cất giấu ở đâu anh cũng không biết nữa. Vậy bây giờ anh bảo em phải làm sao? Tối hôm qua ổng hỏi em cái chuyện của hồi môn nữa đó. Ông Phước ổng giàu mà ổng cần tiền dữ vậy hay sao? Ổng còn nhắc cái chuyện đất đai của chú em nữa. Nhắc tới chuyện đất đai của chú em? Ừ. Cái chuyện đó có liên quan gì tới ổng? Bà già đó, bà cũng không ưa em nữa. Em khó sống bên đó lắm. Vậy bây giờ em tính làm sao? Còn tính làm sao nữa? Bây giờ hai đứa mình nhanh chóng tìm lại tài sản của chú em, rồi anh đưa em đi Sài Gòn sống đi. Bây giờ anh chưa tìm được tài sản của chú em, bây giờ anh với em bỏ đi, hai đứa chết đói á, hiểu chưa? Vậy chẳng lẽ anh muốn em ở mãi bên căn nhà đó hả? Đúng rồi, em phải ở bên căn nhà đó rồi cố gắng lấy lòng bà hai. Đó là cách duy nhất để em sống yên ổn chỗ đó. Em chờ tới khi sanh xong và anh tìm được tài sản của chú em, rồi chúng ta sẽ cao chạy xa bay ha. Thôi mà, em ngoan đi
anh thương. Em cũng thấy đó, em sống trong căn nhà đó, cuộc sống tốt hơn khi mà em ở với chú em, đúng không? Ít ra thì em cũng được ăn ngon mặc đẹp. Thôi bây giờ em về đi, em đi lâu quá, bên đó người ta nghi á. Hả? Em sao vậy? Còn chuyện gì nữa hả? Em gần tới ngày sanh rồi. Ờ, vậy thì tốt. Con đầu á, dễ sanh sớm lắm đó nha. Anh tính đi, nếu như tính thời gian em và ông ấy quen nhau là chỉ có 6-7 tháng thôi. Bây giờ mà em sinh á là ông sẽ nghi ngờ liền. Đúng rồi, chắc chắn ông sẽ nghi ngờ. Vậy là em cần một lý do để sinh non đúng không? Ừ. Anh, em nghĩ ra cách rồi. Cách gì? Em sẽ kích con bé Kiều Thư. Em đổ tội lên trên đầu của nó. Ở trong nhà, con bé đó nó có tính ngổ ngáo, nó không có được lòng ai trong nhà hết trơn á. Vậy cũng đúng, nhưng mà cụ thể thì phải làm sao? Chào ông. Alo. Alo, Sở Cẩm phải không ạ? Dạ đúng rồi. Tôi Đại Hương Cả Phước đây. Xin chào ông Đại Hương Cả Phước. Cho tôi hỏi, thầy Ký Hải có sang đó không ạ? À, ông ta về rồi. Thầy về rồi à? Dạ. Cảm ơn. Cái chết của ông Hương Quảng Bền có nhiều khuất tất. Vô đi. Dạ. Sao rồi thầy, có được gì không? Dạ đây, cô ông đây. Trong đây là danh sách những người đã từng mua bán đất với ông Bền. Thầy điều tra nhanh vậy sao? Dạ tôi có người quen ở Sơ Cẩm. Ừ, tốt lắm. Cảm ơn thầy. Xong việc rồi à, xin phép ông tôi đi. Có thịt áp chảo Pony là ba cân đẻ. Pony áp chảo phả đảo cơm nóng. Pony. À, thầy đi. Dạ. Đúng như mình nghĩ, hắn đâu có tốt lành gì. Tiền lời của hắn lấy 3 phần, hắn chỉ giao lại cho mình có 1 phần thôi. Tên này chết cũng đáng. Nhưng mà số tiền từ mua bán đất lớn như vậy mà Sở Cẩm lục soát lại không thấy trong nhà, vậy rốt cuộc lòng ta cất giấu số tiền đó ở đâu chứ? Lụm cái khăn cho tao. Bà làm rơi đó hả? Ờ đó. Bà tự lụm đi. Mày ở dưới sình á, mày dơ rồi mày lụm đi. Tao lặn xuống dưới rồi tao dơ đồ đẹp tao sao mày? Không lụm, bà lụm đi. Cái con này, đúng là má nào con nấy mà. Ở dưới sình mà làm như thanh cao lắm vậy, tao ghét. Bà nói gì vậy? Bà nói lại coi. Tao nói mày giống má mày đó. Má mày làm kỹ nữ thì sớm muộn gì mày cũng thành kỹ kỹ nữ lẳng lơ à mày. Bà không được nói má tôi vậy nha. Giờ mày có lụm không? Mày lặn xuống đó mày lụm cái khăn cho tao. Tao mé cha mày đánh mày đó. Lụm cho tao, lặn xuống cái khăn nó lặn xuống dưới kia luôn rồi kìa.
Rồi, lụm cho. Nhanh lên, tao mét cha đánh mày bây giờ đó. Cái con này. Nè, xích vô. Bà xích lại đi. Con này. Tôi chồm nè. Mày xích vô cho tao coi. Xích rồi nè. Nữa đây. Mày xích lên đây coi. Cái nè, con này. Nè, tôi chồm rồi nè, bà lấy đi. Tôi có quỷ cái. Ê, tao không có biết bơi. Trời ơi, cứu tôi với. Coi không, cứu tôi. Trời ơi, làm ơn. Trời, nó muốn giết tôi nè. Nó muốn giết tôi nè. Trời ơi. Cái con yêu nghiệt này. Mày dám hả? Mày còn dám nữa đó hả? Mình ơi, mình ơi, cứu em, mình ơi. Mình ơi, cứu em đi mình ơi. Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Mình ơi, cứu em mình ơi. Chơi nặng con cái ông nội. Em không biết bơi. Gì tôi với nó quá. Con cá không nổi. Trời gì đất ơi. Con cá không nổi. Cứu chơi em. Chơi chạy xuống cứu gì tôi. Anh chết con tôi rồi. Vì tôi bị té. Cái con quỷ. Mày phá quá vậy. Cứu con mình đi anh ơi. Em đau nè, mình nắm tay tôi đi. Nắm tay anh nè. Cái con kia. Đứng đó. Để tôi vô tòa xử mày sao. Nè ráng nhìn mình. Ráng lên. Ây da. Mình có sao không? Con quỷ cái nó kéo xuống nó mình. Anh biết rồi. Để anh vô anh xử nó nha. Sao rồi con? Đỡ lạnh chưa? Tay chân nhỏ lạnh ngắt à. Thiệt tình luôn. Con thấy nó ở dưới ao á. Con sợ nó gặp nguy hiểm. Con kêu nó đưa tay đi. Dì Tư kéo con lên. Ai có về đâu, nó gị tay con té xuống hồ luôn đó má. Trời đất quỷ thần ơi. Con không biết con có sao không nữa. Trời đất quỷ thần ơi. Con coi đó, nó vừa ác mà vừa gian xảo nữa. Cái con nhỏ này quỷ quái thiệt luôn đó. Để tôi đi tìm nó, tôi xử nó mới được. Dạy cho nó một trận đi con. Em, con nghe bà hỏi nè. Con có biết cô ba đang ở đâu không? Ông đang đi tìm cô ba đó. Nếu như mà ông tìm ra, ông đánh cô ba chết đó. Con hãy giúp bà. Con không có được nói dối bà nha. Con cũng biết á, là bà rất là thương cô ba mà đúng không? Con nói cho bà nghe đi mà, bà năn nỉ con đó An. Dạ, cô ba ở nhà kho, ở sau giường á. Cái gì? Cô ba đang ở trong căn nhà kho sau giường hả? Dạ. Tại thấy cô ba hay trốn ở đó. Thôi được rồi, nếu đúng là cô ba đang ở trong căn nhà kho sau giường á, thì bà cũng yên tâm. Con giúp bà mang đồ ăn đến cho cô ba nghe. Dạ. Được rồi, thôi bây giờ con xuống bếp trước đi. Đi. Dạ. Bạch Lan, không lẽ em linh thiêng mách bảo cho Kiều Thư trốn trong căn nhà kho đó, cho Kiều Thư được an toàn. Em yên tâm, bằng mọi giá chị sẽ bảo vệ Kiều Thư. Con chỉ muốn sống yên ổn ở trong cái nhà này thôi à. Mà sao nó khó dữ vậy má? Thì có ai làm gì con đâu nè. Chỉ có con bé ba nó trái tính trái nết vậy đó. Ôi, cha nó còn không dạy nó được, đừng nói ai. Thôi, con đừng để mắt nó làm gì, ảnh hưởng tới đứa cháu nội của má nghe không con. Má ơi, con đau bụng quá. Ủa, đang nói chuyện ngon ơ, tự nhiên sao con đau bụng vậy con? Sáng giờ có ăn gì không? Dạ không má ơi, con không có đau bụng đó đâu. Cái này chắc là... Là chắc gì? Con đau bụng xanh quá. Hả? Má ơi, tới ngày rồi hả con? Má nhớ. Con đau quá má ơi. Này nè. Con ơi, trời đau dữ lắm hả? Má ơi.
Thôi được rồi. Để má đi kêu bà mụ đỡ đẻ cho con. Thôi má ơi, con không có chịu kêu bà mụ đâu. Con chỉ muốn đi nhà thương thôi, nhà mở xanh thôi à. Nhưng mà con đau quá má. Thôi được rồi. Để má đi kêu xe chở con đi nhà bảo xanh liền nha. Con ơi, con ráng nha con. Ráng đợi má nha con. Ráng đợi má nha con. Nè, cô ba ăn đi. Cô ba ăn ngon không? Ngon. Đói không cô ba? Đói xong đói, có câu du duyên. Nhảy gì? Nhìn ra ngoài vậy? Cô ba không sợ hả? Sợ gì? Thì sợ ông đó. Ông đang đi kiếm cô ba. Ông mà biết được là ông đánh cô ba chết luôn á. Ê, cô ba từ từ ơi, cô ba từ từ. Bà Tư á, bà nói cô ba cố tình kéo bà xuống hồ để hại bà á. Nhắc tới bà là tao tức à. Ai kêu bà nói xấu má tao chi? Giờ ai nói xấu má mày? Mày tức không? Có chứ, tao tức lắm luôn á. Ủa, mà tao đâu có má, có cha đâu. Tao một côi mà. Thôi cô ba ăn đi. Chắc ngày mai ông đi làm ổng quên hết à. Ăn đi. Cô ba ăn từ từ thôi, nghẹn á. Tao đói mà. Qua cái nhà kho đó coi nó có ở trong đó không. Dạ. Lộ nó ra đây cho tao. Chết rồi, tiếng của ông chủ. Tao biết chắc chắn nó ở trong này. Mày vô lôi đầu tụi nó ra đây cho tao. Dạ. Nhà này có ma, chắc cô ba không dám vô đâu. Cái gì? Ma hả? Dạ. Ma hả? Ma mày dám gỡ chốt cửa vậy hả? Vô lôi đầu nó ra đây cho tao. Nhanh lên. Dạ. Cậu chủ ơi, hình như không có ai chơi cậu. Mày không biết kiếm hả? Dạ. Trốn hả mày? Đi ra. Đi. Cậu chủ. Dạ nó nè. Mày hay quá ha. Con quỷ nhỏ đó đâu rồi hả? Dạ con không biết. Mày trốn vô đây làm cái gì? Dạ con vô đây con ngủ xíu thôi. Tại sao không xuống bếp nằm với thằng Tý? Nhưng mà anh Tý, anh có cho con ngủ đâu. Sao vậy? Dạ nó hôi lắm cậu chủ. Hôi như chuột cống vậy đó. Mày hay quá ha. Bây giờ mày trốn vô đây ngủ. Mày trốn làm công việc đúng không? Dạ đâu có đâu. Con chỉ ngủ xíu thôi à. Lôi đầu nó ra làm gì? Dạ đi mày. Đi. Đứng dậy. Mày đứng dậy không? Mày đứng dậy không? Đi ra. Bước ra. Bây giờ mày sao hả? Tại sao? Mày lì quá vậy. Mày đẩy dì Tư xuống ao. Dì Tư chết, con tao chết. Mạng của mày không đền nổi đâu. Mày biết không? Nói mày lì quá vậy. Hả? 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 Đừng đánh nữa. Ông đừng đánh cô ba mà. Ông ơi. Tránh ra coi. Mày hả? Thứ lì lớn nè. Đánh cho mày chưa? Không ơi. Đừng đánh nữa ông. Đừng đánh cô ba nữa mà. Tao đánh mày luôn bây giờ. Con là con của cha mà. Cha có người con là con của cha không vậy? Tao không có đứa con như mày. Tại sao mày lì quá vậy? Hả? Cậu chủ ơi. Có chuyện gì?
Mợ Tư chuyển dạ rồi. Là sao? Là sắp sanh đó hả? Dạ, bà chủ muốn kêu bà mụ, nhưng mợ tôi đòi đi nhà bảo sanh, giờ sao cậu chủ? Trăng sao cái gì nữa. Bây giờ sửa soạn đồ cho bà, đưa bà ra xe, rồi tao đưa đi nhà bảo sanh. Dạ. Lẹ đi. Cậu chủ, cậu chủ. Cái gì? Cô ba sao cậu chủ? Giao cho mợ hai đi, nó không chết đâu mà sợ. Dạ. Sao mà báo quá vậy? Đi. Đứng dậy nè. Không có được đưa cô ba đi. Tôi đã một cái giờ đuôi ra. Đứng lên giùm tôi cái đi. Má, má làm gì vậy? Con, má đang khấn cho nó được mẹ tròn con vuông, cầu xin cho cháu trai của má được khỏe mạnh. Nữa rồi, làm sao má biết là cháu trai? Thì hai đứa trước là con gái rồi, thì lần này là con trai chứ làm sao. Tội quá, nó sanh non tới 2-3 tháng, không biết có chuyện gì không nữa. Mà nói cái gì vậy? Sanh non có 1 tháng à? Gì mà 2-3 tháng? Con, có phải lần này con dùng thuốc dứt dạ sanh quý tử đúng không? Má, cái chuyện quái quỷ gì mà má cũng tin nữa hả? Má nè. Hả? Có phải chuyện nhất dạ sanh quý tử là thật không má? Thiệt là sao? Là có phải hồi đó cha dùng thuốc đó xong rồi má sanh ra tôi không? Thiệt ra má cũng không có biết nữa. Thiệt ra không phải cha con dùng mà là má dùng á. Ủa sao kỳ vậy? Sao cha tôi không dùng mà má lại dùng? Thì cha con á nói như vậy đó. Cha con đưa thuốc cho má uống, má uống thuốc xong má ngủ mê như chết vậy, có biết gì nữa đâu. Ê, mà công nhận thuốc hay thiệt nha. Chỉ sau đêm đó thôi là má có thai con đó. Vậy hả má? Ừ. Sao kỳ vậy? Má không biết gì hết mà sau đó má sanh ra tôi. Con ơi, Tiên khóc khỏe quá, chắc là con trai rồi. Dạ, ai là người nhà của sản phụ Kim Thủy? Là tôi nè. Tôi là má chồng của nó nè. Sản phụ Kim Thủy đã sanh con trai rồi. Bây giờ sản phụ sẽ được đưa lên phòng. Người nhà muốn đặt loại phòng nào cho sản phụ? Loại 1 hay loại 2? Loại nào tốt nhất cho con dâu của tôi là được rồi. 9-10 gì đó. Má, 9-10 gì? Lấy loại đặc biệt. Dạ. Dạ cô. Cô cho tôi vô thăm cháu tôi chút được dạ, không? Dạ không được đâu bà. Phòng sanh người nhà không được vào. Cho tôi vô gặp mặt cháu đích tôn tôi một chút thôi mà. Dạ mong bà thông cảm, không được đâu. Ông chủ. Ông chủ. Nè. Có chuyện gì? Mày ra ngoài đợi tao. Dạ. Má, tôi có việc phải đi. Nè nè, vợ mới sanh mày đi đâu vậy con? Con ráng chịu đau chút nghe bé ba. Con ráng chịu chút nghe. Thầy thuốc nói á, bỏ cái lá thuốc này nè, vài hôm nữa con sẽ đỡ đau đó. Dạ. Má. Mèn ơi, mấy má con ở đây? Ba má con ở đây mà làm nội tìm muốn chết luôn vậy á. Ủa, có chuyện gì mà nội vui vậy nội? Tin mừng con ơi, dì Tư của con á sanh em bé rồi, mà là một đứa con trai. Trời ơi, nó ngộ lắm con ơi. Con thích em béo gì Tu đâu. Im miệng, tới lượt mày nói hả? Sao kỳ vậy? Nhà có tin vui tự nhiên ba má con cái mặt như đưa đám vậy.
cha có em bé rồi, cha sẽ không thương tụi con nữa đâu. Bậy, cha con có con trai nói giỏi rồi thì cha con sẽ vui vẻ, cha con sẽ thương chị em con nhiều hơn. Cha có thương con đâu. Mày, ai mà ưa mày, mặt mày chỉ có Thiên Lôi ưa mày thôi. Má, mình nói vậy tội nghiệp bé ba má. Còn con nữa, má biết là con không có vui, nhưng mà con phải nghĩ lại. Cái chuyện mà nói giỏi tông đường bây giờ đã có con Tư nó lo rồi. Bây giờ con không cần canh cánh bên lòng nữa, con chỉ cần sống vui vẻ thoải mái. Nếu cần sanh thêm cho má một đứa cháu gái cũng được nữa, mà nếu có con trai thì càng tốt nha. Dạ, vậy con sẽ thương em bé, để cha với nội vui. Ôi trời. Thấy chưa, học hỏi người ta đi. Người ta nói ra lời nào là nghe mát ruột cái lời đó. Ai như mình nói ra toàn lời dễ ghét không. Cháu gái của nội là ngoan ngoãn nhất rồi. Thôi, giờ nè, để nội về phòng thắp nhang cảm tạ trời Phật với ông bà tổ tiên nha. Chuyện cô ba sao rồi mấy đứa? Ổn rồi. Tôi chạy qua bên thầy ba xin mấy cái lá thuốc về đắp cho cô ba. Cô ba cũng đỡ rồi. Nhưng mà sao ông chủ cứ đánh cô ba hoài vậy? Lần này đánh đau nữa. Tôi thấy nó cũng đáng đời. Người ta đang mang thai mà nó cũng phá cho được. Không có đâu. Tôi nuôi cô ba từ nhỏ tới giờ, tôi biết tánh của cổ. Cổ tuy là hơi ngang bướng, phá phách chút xíu thôi, nhưng mà cổ tốt lắm. Cổ rất là thương người, biết quan tâm, lo lắng cho người khác nữa. Cổ thiệt tình lắm. Chứ cổ không phải cái loại mà miệng nam mô, trong bụng một bồ dao găm đâu. Ừ, tốt quá, mày bị ăn đòn hoài đó. Vài bữa đó ha, cậu hai mà có con trai là cô ba coi chừng đi ra đường ở đó. Nè, hả? Bà làm gì ác miệng quá vậy? Nãy giờ tôi nói chuyện với dì Năm chứ tôi nói chuyện với bà hả? Bà chen chen vô vậy? Thôi. Có sao tôi nói vậy thôi. Có sao nói vậy, biết gì mà nói. Cái con này, đi. Cái con này, mày ngồi xuống, lau giùm chén. Còn con kia, đi lên nhà trên dọn dẹp cái coi. Thôi, tôi đi lên nhà trên tôi dọn dẹp để chuẩn bị đón quý tử về, chứ không có rảnh đứng đây nói chuyện với bà Tân. Bà nói ai Tân hả? Hả? Dì Năm. Hả? Nghe không? Ờ. Nó nói con Tân kìa. Tao thấy bày cũng Tân thiệt á. Dì Năm, dì sao vậy? Dì còn bên nó nữa. Thôi, thôi mệt quá. Con chừng nha. Cái loại người này nè, là cái loại người gió thổi chiều nào theo chiều đó, chở mặt như chở bàn tay vậy nè. Thì kệ nó đi. Sao kệ được? Cái loại người này hả là nguy hiểm lắm nha. Tôi với dì á là phải về cùng một phe nha. Không thôi là nó hại hồi nào không hay á. Thôi 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 thôi, thôi không có phe phiết gì hết trơn á. Nhà có mấy người mày đặt phe. Tụi bay á nói hoài à, tối ngày cứ gây lộn nhau. Có bữa bà chủ cho ra ngoài đường hết á. Nó nói bay từng cũng phải á. Cái gì vậy trời? Vậy mà nó không bị từng hả? Không có từng nha, cười có lý do. Nó khoe là nó đi đón quý tử. Tôi đang nghĩ tới cái cảnh nó phải thức trắng đêm để thay tả cho quý tử mỗi đêm. Để coi lúc đó nó còn sung sướng được nữa không. Đúng là ý trời, cậu chủ đã có con trai để nối dõi tông đường. Thank you.
Bạch Lan à, anh Phước bây giờ đã có con trai rồi, sao chị thấy trong lòng buồn quá? Có phải chị ích kỷ quá phải không em? Đáng lý ra chị nên vui mới đúng chứ, vì từ nay chị không phải canh cánh trong lòng chuyện sanh con nối dõi cho chồng nữa. Đã có người thay thế chị em mình làm chuyện này rồi. Ai bước vô căn nhà này là bước vào địa ngục. Chỉ khi thoát khỏi nơi này thì mới là giải thoát. Con người đó không đáng để chị em mình phải đau khổ. Hãy rời xa người đàn ông đó đi, chị sẽ không còn đau khổ nữa. Bạch Lan à, bây giờ chị phải làm sao bây giờ? Bạch Lan, chủ, tao nói cho mày biết, nếu như mày ăn cắp ăn trộm hay giết người thì tội của mày có thể nhẹ hơn đó. Ông cả nói vậy là làm sao ạ? Nghe tao hỏi nè, nếu như mày không trả lời thiệt thì đừng hòng thoát khỏi đây. Dạ dạ. Nghe cho rõ đi, cái loại thuốc nhất dạ sinh quý tử có hay không? Dạ 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 dạ, dạ có ạ. Mày nói cái gì? Dạ 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 không có. Thì ra từ trước đến giờ toàn là mày bịa đặt đúng không? Tôi nói dối chuyện này, nhưng mà trước đây cũng có tin đồn mà. Tin đồn gì? Tin đồn liên quan tới cha của tao à? Dạ. Nói. Dạ dạ dạ, hồi trước nghe đồn ông Kim Lợi lấy bà lâu năm mà không có con. Nghe người ta đồn rồi à, nghi là ông vô sinh. Mày nói cái gì? Vô sinh à? Rồi láo, đánh nó cho tao. Đánh mạnh lên. Đừng đánh tôi nữa mà. Là sự thật mà. Sự thật như thế nào? Nói cho tao biết, cái thuốc đó có thiệt hay là không? Nói. Dạ không. Vậy là từ trước tới giờ mày với lại thầy của mày toàn là nói láo nói dối không phải không? Tôi thì không có nói dối, mà sư huynh tôi cũng vậy. Sư huynh nói thì không có loại thuốc đó, nên cha của ông rất là thất vọng rồi bỏ ra về. Ít lâu sau thì má của ông đã sanh ra ông. Không biết là cha má ông đã đi tìm một loại thuốc khác hay là đi chùa cầu khẩn. Rồi sao nữa? Nói tiếp. Dạ, ông muốn biết gì nữa? Cha của ông thì nghiện thuốc phiện, ai mà không biết. Chắc là hút thuốc phiện nhiều quá nên là vô sinh. Cấm miệng. Dạ. Tao hiểu rồi, không cần nói nữa. Tụi bay, tụi bay biết phải làm cái gì rồi đó. Dạ. Cô
tay thằng nhỏ chụp chân, dễ thương chụp hết chân sức của cha. Con nó cười kìa. Trời ơi, cũng dạng tục tưng của bà nội. Chụp chân à, nó cười kìa à. Con nó cười kìa. Thằng nhỏ thiệt dễ thương hết sức luôn. Mà thấy nó giống tôi không? Thằng này không giống con chứ giống ai. Còn hỏi. Vậy hồi nhỏ tôi có giống cha tôi không? Vô duyên nữa. Mày không giống cha mày chứ giống ai? Má, vậy má đặt tên cho cháu nội đích tôn má chưa? Có, má chuẩn bị từ trước rồi. Tên gì vậy má? Nó tên Lộc. Lộc hả? À, tôi biết rồi. Mai mốt mà tôi có thêm một thằng cu nữa, tôi đặt tên nó là Thọ. Đủ bộ ba đúng không má? Trời ơi, cái thằng này lúc nào nó cũng giỡn được hết. Con nói với má là con muốn mướn vú để mà nuôi thằng nhỏ. Dạ. Vậy con có chỉ nhà cho người ta chưa? Dạ, con chỉ kỹ lắm rồi má. Ờ. Dạ. Cậu hai ơi, cậu hai. Gì đó? Dạ, có khách tới nhà mình kiếm cậu. Ờ, biết rồi, lo đi làm việc. Ồ. Đi. Dạ. Thôi, hai đứa ở lại đây trông thằng nhỏ đi, để má ra tiếp khách cho. Dạ. Dạ. Chào bà. Ờ, cậu ngồi xuống đi. Ờ, xin lỗi, cậu ở đâu? Cậu đến đây tìm ai? Dạ, tôi là Đạt, là anh họ của cô Thủy. Tôi tới đây để kiếm cổ. Anh họ? Sao từ nào giờ không nghe anh Thủy nhắc tới ta? Dạ, tại vì tôi đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về quê. Con Thủy nó đang trong thời gian ở cử, nó không gặp ai được đâu. Thôi à, cậu cảm phiền về đi hen. À, ngoan nha. Để tôi ra ngoài tôi phụ má coi khách còn sao, chứ để bà mình ra ngoài coi chừng sinh chuyện đó. Hả? Con hả? Nếu như vậy thì tôi muốn gặp ông Đại hơn cả Phước. Ờ, thằng Phước nó bận nhiều việc lắm. Hôm khác cậu ghé lại đi ha. Má à, khách mới tới, sao má đuổi người ta vậy? À, má, chắc là vợ con đang cần má. Má xuống dưới giúp vợ con nghe. Má đâu phải vú nuôi đâu. Má, má vào giùm con nghe má. Ờ, chào ông Đại Hương Cả. Ừ, cậu ngồi đi. Cậu tìm tôi có chuyện gì không? Tôi đến đây trước là để thăm em gái tôi và con của nó, sau là muốn bàn chuyện với ông về chuyện của chú tôi. Cậu cứ nói. Chú tôi mất bất ngờ như vậy, không để lại di chúc, cũng không để lại tài sản cho con Thủy. Tôi cảm thấy áy náy lắm. Tôi cưới vợ chứ không phải là cưới của hồi môn. Tôi đã quyết định ở lại nhà chú tôi vài hôm để dọn dẹp nhà cửa, và muốn tìm xem chú tôi có để lại bút tích gì hay không. Tôi nghĩ cậu nên đi tìm dấu vết của thủ phạm để lại thì hơn. Hung thủ thì sớm muộn gì thì nhà chức trách cũng tìm ra thôi. Nhưng mà thật bất ngờ, thì ra lúc chú tôi còn sống có hợp tác làm ăn với một vị quan để mua đất đai. À không, mà là ép người ta bán đất với giá rẻ rồi bán lại xin lời. Nhưng mà vị quan này cũng thừa hiểu là theo luật của nhà nước thì quan chức cao cấp không thể mua đất đai ở nơi mình làm việc,
Cho nên vị quan này và chú tôi đứng tên những mảnh đất đã mua được. Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao của chìm của nổi của chú tôi rất nhiều, nhưng mà khi chết lại trắng tay. Thì ra vị quan này không những ép người nghèo bán đất, mà còn buộc chú tôi phải bỏ tiền của mình ra để mua những mảnh đất đó. Đúng là một vị quan tham lam mà. Ông nghĩ sao nếu bây giờ tôi báo cáo chuyện này cho nhà chức trách? Hả? Không nghĩ sao hết. Cậu muốn đi hả? Đi cho nhanh đi. Giờ này người ta còn đang làm việc đó. Sở Cẩm vẫn còn đang mở cửa mà. Mày muốn chơi tao hả thằng nhóc? Bằng chứng đâu? Mày còn non lắm. Biến! Thằng này ngó mặt nó gian xảo, nhưng mà sao nó lại biết chuyện làm ăn của mình với ông Bền chứ? Chắc là nó cũng đang muốn dòm ngó tới mớ tài sản của ông Bền đây. Cũng may là mình đã tìm được vàng bạc của ông Bền giấu rồi. Hương Quảng gì? À, hình như ông có sở thích sưu tầm đồ gớm hả? Không. Sao tôi thấy hôm trước có mấy cái bình giờ ở đâu hả? Tôi chôn rồi. Bình cổ mà đi chôn. Ông nói gì kỳ vậy? Nó đâu rồi hả Hương Quảng? Không chôn á. Trộm nó ăn trộm thì sao? Có lý, có lý, có lý. Nhưng mà ông chôn ở đâu? Ông chôn ở đâu? Nói cho tôi nghe. Tôi chôn ngoài gốc cây. Gốc cây hả? Gốc cây nào chứ? Gốc cây trước nhà. Chỗ nào có gốc thì chôn. Chỗ nào? Hương Quảng. Gốc cây nào? Chôn hả? Gốc cây à? Ai giết rồi quăng xuống dưới sông á? Có ai biết ông này là ai không? Ông là thị sáu mà. Đúng rồi. Vậy biết người thân của ông không? Gọi lên bót để lấy lời khai. Từ nào giờ á, ông ở có một mình à? Làm gì có bà con thân thích gì? Má ăn ở với người đàn ông khác mà má không biết là sao hả má? Làm gì có cái chuyện đó chứ? Không thể có cái chuyện đó được. Má bị người ta lừa suốt mấy chục năm nay mà má không hề biết là sao hả má? Nhưng mà cha con làm như vậy để làm cái gì? Tìm cho ra cái tên, cái tên mà làm cho má tôi có thai và sinh ra tôi. Nếu như đó là một người nghèo khó thì sao? Thì tôi sẽ giết hắn. Tại sao vậy? À quên nữa, ông chuẩn bị cho tôi một vạn đồng tiền Đông Dương. Khi nào cần tôi sẽ lấy. Mày đe dọa tao hả? Tao nói cho mày biết, bước vô nhà này thì dễ, bước ra mày khó. Cuộc đời này chưa biết ai thắp nhang cho ai trước đâu. Ông Tư. Trời ơi, con ơi, tại sao lại làm như vậy hả con? Tí ơi, tí. Dạ, con đây. Bây giờ phải làm sao hả tí? Dạ, làm sao ông Tứ? Mày kêu xe, chở con hai tới nhà thương gấp, nhanh lên. Trời ơi, bây giờ kêu xe, chắc nó kéo tới nhà mai quá. Mày nói lẩm nhẩm cái gì vậy, đi nhanh lên.